nay mình sang vùng nhãn 12 các bạn. Sang vùng nhãn 3. Đây. Ha. Rồi. Đó, cho nó nằm đó nha. Sẽ ít này các bạn. Rồi mình sẽ bật sẽ ít lên nha. Rồi. Nay mình sẽ bay trong vườn rất là đẹp luôn nha. Cho nó bay vòng vòng vườn các bạn. Lâu lắm rồi mình mới bay cái chiếc 2 tầng cánh các bạn nha. Đẹp chưa. Cho nó bay vòng vòng trong vườn nha. Từ từ đã thiệt. Mình cho nó bay trong đùm cây các bạn. Bay vòng vòng ở mấy cái cây này. Cho nó bay qua cái cây này lớn. Đó. Thì cho nó bay vòng ở cái này nha. Phải nói là mình nâng cấp cái con này thật là tuyệt vời luôn á. Lại quá đầm. Các bạn nào mà có cái chiếc Isca giống như mình á, thì cũng nên chuyển sang cánh sẵn này các bạn. Thì cánh này bay ổn quá. Mình vòng trong vườn chơi rất là giải trí luôn nha các bạn. Giờ mình cho nó bay ở trong cây ha. Đi theo nó nha.
mình không có bay con này cho nên là cũng hơi rung rung nói chung là con nào mới cũng mới rung như nhau đó à. Mới sửa lại các bạn, nó bay ổn mừng quá. Wow, à, thấy không, nãy giờ ra điên khá lâu luôn á. Lại cái đoạn này thăm cái góc vườn này coi. Sắp hết điên rồi nha các bạn, mình có cảm giác nó yếu đi rồi đó. Chơi dòng số 8 đấy coi. À, vô đây nè, qua đây dòng số 8 nè. À, qua đây nè. À, mệt chưa, qua đây lại nè. Hết pin đấy các bạn, hết pin rồi đó. Ồ, hết pin rồi, nó không lên nổi nữa. Quá, wow, mình bay hơi gán á, thấy nó bay ngon quá. Ok. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.